thì nói tốt cho mẹ, ở với mẹ thì nói tốt cho cha. Đức Phật nói là dùng những lời gì, những lời hay ý đẹp như thế cũng có thể dần dần hàn gắn cho gì, cho hạnh phúc gia đình của chính nhà mình vậy. Và đặc biệt bạn phải dùng cái tấm lòng chân thành thanh tịnh của mình nhé, để làm cái cây cầu nối ấy. Và đặc biệt bạn cũng nên gì, nên tụng kinh Địa Tạng, đọc kinh Địa Tạng hàng ngày để và niệm Phật, niệm danh hiệu Bồ Tát Quan Âm, Bồ Tát Địa Tạng để hồi hướng cho hạnh phúc gia đình nhà mình. Cầu Phật Bồ Tát gia trì thêm cho hạnh phúc của gia đình nhà mình sớm được như xưa. Đó. Ý thứ ba, điều ba, bạn hỏi là con rất thích hướng thiện, thích làm việc thiện. Đôi khi có nhiều người nói con, trách mắng con vì quá tốt mà điều xấu lại trở nên, lại lại đổ lên vào con. Con muốn hỏi con nên làm gì để tĩnh tâm hướng thiện và không phải nghe những điều xấu từ mọi người mà tâm con tĩnh để hướng thiện nhiều hơn ạ. Bạn không thể muốn trồng một bông hoa sen ở trên một gì, ở trên một 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 đoạn đường nhựa, mà bông hoa sen đó mà bạn không thể trồng một cái gì, một cái củ sen, mà mong một, nói đúng hơn là bạn không thể trồng một củ sen ở trên gì, một trên khoảng đất trống khô, hay là trên một gì, trên một đoạn đường nhựa bằng phẳng, hoặc là trên một gì, một cái sông bê sân bê tông, hoặc là sân gì, sân gạch nhà bạn mà nở ra một bông sen được bạn ạ. Bạn có hiểu không? Ý của thầy nói là gì? Bạn không thể nào mà gì mà được thanh tịnh, tâm của bạn được thanh tịnh, trí của bạn được khai phát khi mà bạn gì? Bạn không từ ở trong thế gian này mà giác ngộ. Cho nên ở trong kinh Đức Phật nói gì? Phật pháp tại thế gian, bất ly thế gian giác. Tức là Phật pháp ở tại thế gian này, không thể rời thế gian mà giác ngộ. Bạn cũng vậy. Không thể nào mà gì không qua rèn luyện tôi giũa ở trong cuộc sống này mà bạn gì, bạn có thể biết mình là đã hoàn toàn tĩnh tâm hay chưa? Mình hoàn toàn có thể làm được việc thiện trong cuộc đời này hay không? Cho nên á, đây cái môi trường mà bạn đang sống chung quanh ở ký túc xá, ở cùng phòng trọ với các bạn đó, bạn muốn làm việc tốt mà những người gì, những người chung quanh bạn có người không hiểu, lại còn ngược lại còn còn nói bạn thế này thế khác là bày đặt, nhìn thế mà cũng gì bày đặt, nhà nghèo lại còn gì lại đòi gì ra dáng vân vân chẳng hạn, đại ai đại đại khái là như thế, đã không có lại còn gì còn cho kẻ ăn xin. Hàng tháng phải gì xin tiền bố mẹ mà gì để đóng học mà phải con còn cho kẻ ăn mày, đã nghèo còn bày đặt. Hoặc rằng gì bạn muốn phóng sinh, các bạn mình nói nhà đã nghèo bố mẹ đã gì hàng tháng phải đi kiếm từng đồng gửi cho rồi mà còn thì không biết thương bố mẹ, là còn thì còn bớt cả tiền bố mẹ ra để bớt cả tiền ăn để phóng sinh vân vân và vân vân. Đó có thể là gì, vì các bạn của mình là chưa hiểu Phật pháp, chưa hiểu việc làm thiện của mình, chưa hiểu phóng sinh là việc thiện, chưa hiểu việc là gì cho cái người ăn xin 5.000 10.000 một cái bánh mì một bữa sáng thôi đã là cứu gì, đã cứu đói cho một một chúng sinh, cho một con người thoát khỏi một gì một bữa đói, cho họ được một bữa no. Đấy là một việc cực thiện. Trong kinh Địa Tạng Đức Phật nói gì, nếu làm được việc đó, chia sẻ được cái việc đó cho một người khác, cho một chúng sinh khác, Đức Phật nói gì cũng giống như chia sẻ và cúng dường cho một một Đức Phật vậy các quý vị. Cho nên việc thiện ta cảm thấy ta làm ta an vui trong lòng, ta cứ thế ta làm, chứ đừng có dính mắc vào tiếng khen chê của bạn bè, của những người sống chung quanh chúng ta. Đối với tiếng khen chê của bạn bè, nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ, trên đền bốn trọng ân, giới cứu ba đường khổ. Nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm Bồ Đề. Hết một báo thân này, đồng sinh về cực lạc. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật.
chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sinh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.